Sau khi chuyển trạng thái thích ứng, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đẩy nhanh đầu tư công được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo dư địa cho kinh tế thành phố phát triển trong dài hạn. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, từ đầu năm đến nay, việc thi công tại dự án khu công viên phần mềm số 2 bước vào giai đoạn nước rút. Đến nay, dự án đã thi công 90% khối lượng và đang tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Dự kiến công trình này sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số và hiện đã có 24 doanh nghiệp đầu tư vào đây. Nhà thầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã cố gắng động viên anh em và tập trung vật tư trên công trình, làm ngày làm đêm, 3K4 kíp. Để hoàn thành được cái kế hoạch đề ra là sẽ bàn giao sớm cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Còn đây là dự án tuyến đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn. Sau khi nút thắt về giải phóng mặt bằng vốn tồn tại thời gian dài được giải quyết, hiện tuyến đường này đã được thảm nhựa toàn tuyến theo đúng cam kết vào ngày 30 tháng 6. Đặt mục tiêu là 30 tháng 6 và hoàn thành cái công tác là thông tuyến kỹ thuật về là thảm nhựa. Thì đơn vị nhà thầu cũng như là các ban quản lý dự án, các đơn vị địa phương đã hỗ trợ nhà thầu trong việc là giải phóng đền bù, rồi công tác là hỗ trợ thi công để nhà thầu là đạt được mục tiêu. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, đến nay tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt 1.885 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch chính phủ giao và 23,9% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Tuy nhiên, con số này không đạt mục tiêu ban đầu đề ra là 35%. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó nút thắt chính vẫn là nhiều dự án vướng giải tỏa. Với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch, nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi các đơn vị địa phương phải quyết liệt vào cuộc. Điều chuyển vốn thì cũng là một cái giải pháp mà Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã tham mưu nhiều năm nay để chúng ta có thể là đẩy nhanh cái tốc độ giải ngân từ những cái dự án mà đang vướng mặt bằng hoặc vướng thủ tục sang những dự án mà đã hoàn thành hết tất cả các thủ tục và có sẵn sàng có khối lượng để thi công. Thì cái việc giải ngân vốn đó, điều chuyển vốn đó sẽ giúp cho cái khối lượng giải ngân được nâng cao và đẩy nâng cao được cái hiệu quả của đầu tư công. Thực tế cho thấy, sau thời gian đầu gặp nhiều khó khăn thì hiện nay tiến độ thi công tại nhiều dự án trọng điểm của Đà Nẵng bắt đầu dồn dập trở lại. Trong bối cảnh thích ứng, việc đẩy nhanh đầu tư công sẽ là vốn bồi không chỉ tạo ra để kinh tế sớm phục hồi mà còn tạo dư địa trong dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.